liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng, công an triệu tập ca sĩ Vy Oanh. Thưa quý vị, ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai của bà Nguyễn Phương Hằng, là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, trong thời gian qua đã gửi đơn tố giác 35 cá nhân, trong đó có bà Đặng Thị Hằng Ni, có ông Trần Văn Sĩ, có bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh và một số nghệ sĩ nổi tiếng khác về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng, tức là mẹ của ông Tuấn. Liên quan đến đơn tố giác này, thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã gửi giấy triệu tập bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, 39 tuổi, tức là ca sĩ Vy Oanh, đến phòng cảnh sát hình sự để làm việc. Hồi tháng 2 vừa qua thì cũng liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bắt tạm giam nhà báo Đặng Thị Hằng Ni, sau đó thì bắt tạm giam luật sư Trần Văn Sĩ để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Sau khi nhận được giấy triệu tập của công an, thì ca sĩ Vy Oanh đã làm đơn kêu cứu gửi đến các cơ quan, ban ngành trung ương và thành phố. Theo đơn kêu cứu, thì nữ ca sĩ 39 tuổi này cho rằng bà là nạn nhân của hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm quyền và lợi ích của cá nhân mà bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện. Theo ca sĩ Vy Oanh, thì bà Hằng chưa từng có đơn tố giác bà về những hành vi vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bà. Bà Hằng cũng là người đã thành niên. Vào thời điểm hiện tại, mặc dù là đang bị giam giữ, nhưng mà chưa có quyết định của tòa án tuyên bố là bà Hằng bị mất hay là hạn chế năng lực hành vi dân sự. Vì vậy, bà Hằng là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Cho nên, ông Tuấn, con trai của bà Hằng, không có quyền làm đơn tố giác thay cho bà Hằng. Ngoài ra, thì bà Oanh còn cho rằng phòng cảnh sát hình sự dùng giấy triệu tập thay cho chữ giấy mời là trái pháp luật và là sự sỉ nhục đối với bà. Có lẽ cũng vì lý do đó mà ca sĩ Vy Oanh đã không có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan điều tra vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Sáu 24 tháng 3 để làm việc liên quan đến đơn tố giác của con trai của bà Nguyễn Phương Hằng. Tờ Tuổi Trẻ Online đã dẫn lời ca sĩ Vy Oanh nói rằng: "Tôi có đơn khiếu nại gửi cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này chưa giải quyết đơn khiếu nại của tôi. Đồng thời, hôm nay tôi cũng có lịch làm việc từ trước đó nên không thể sắp xếp đến được." Theo Tuổi Trẻ Online thì ca sĩ Vy Oanh cho biết là cảm thấy mệt mỏi vì vụ án kéo dài. Nữ ca sĩ này nói rằng: "Nhận được giấy triệu tập của phòng cảnh sát hình sự, tôi vừa bất ngờ vừa hoang mang. Trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng xâm phạm uy tín danh dự của tôi đã được phòng cảnh sát điều tra giải quyết hơn một năm nay. Không hiểu vì sao nay lại được phòng cảnh sát hình sự giải quyết khi có đơn của gia đình bà Hằng tố cáo tôi và những người khác." Ca sĩ Vy Oanh cho biết cô và gia đình chịu tổn thương hơn một năm nay và chỉ mong là vụ án sớm kết thúc. Tròn một năm trước, vào ngày 24 tháng 2 năm 2000, tròn một năm trước vào ngày 24 tháng 3 năm 2022, thì bà Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, tổng giám đốc của công ty cổ phần Đại Nam, đã bị bắt về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Bà chủ khu du lịch Đại Nam đã bị cáo buộc là lợi dụng sức ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội, đã dùng hàng chục tài khoản YouTube, Facebook, TikTok để thực hiện nhiều livestream tại địa bàn Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh với nội dung sai sự thật, sử dụng ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của hàng loạt người như là ca sĩ Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, nhà báo Hằng Ni, nhà báo Đức Hiển, v.v. Quá trình điều tra thì bà Nguyễn Phương Hằng đã thừa nhận hành vi, khai rằng nguyên nhân bà làm như vậy là vì những người này đã có phát ngôn xúc phạm bà và chồng của mình trước. Đến nay thì bà Nguyễn Phương Hằng đã bị tạm giam một năm mà không được phép bảo lãnh, cũng như không bao giờ bà biết được thời gian mà bà sẽ được xét xử, dù con trai của bà đã nhiều lần làm đơn xin bảo lãnh bà ra ngoài trị bệnh với số tiền lên đến hơn 400.000 Mỹ Kim nhưng vẫn không được chấp thuận.